chúng ta sẽ đến từ trung tâm dạy nghề đi ra nha. Đây, trung tâm dạy nghề đây. Trước mắt của chúng ta là ngã ba. Ở đây mới mở tiệm bún, quán bún. Bún cá. Để coi giá bao nhiêu tiền một tô đây. Cho tự thấy nha anh. Đó, bún cá bên đường kìa, đối diện kìa. Đây là tiệm cắt tóc. Mười lăm ca. Ê cà phê võng bún cá 15k đây. Lấy chìa khóa vô đi anh. Ủa, anh muốn ngồi ngoài cho mát phải không? Đây là bún cá núi Sập nha, quán này quán mới mở nha. Hôm nay Kim Ly sẽ đến ăn thử. Chị làm hai tô nha chị. Hai tô. Dạ dạ. Rồi, ai không, hỏi thân em ngồi ở ngoài cho mát. Đó rồi rồi, ok con. Ủa con tên Hảo phải không con? Hào. Hào, đúng rồi Hào. Ủa anh ngồi chung với anh này hả anh Thắng? Thì anh ngồi trong chỗ mát đi. Trong nhà sao bố mày không ngồi, bố ngồi ngoài đường trời ơi. Dạ. Nãy em kêu hai tô rồi chị. Được, được.